lệnh tất hồn khai bạc tầm bóng xâm ra phút phật ra chi quan trăm rồi xài cho tầm bấy xài lệ xài cho trăm chân cô nà hay nâng xâm đáy ngầm tì lùm ón nơi không thông mà việc này chân dẫn ngầm tây trọng tầm ó không thông mà việc này nâng nên lùm ón dạng ná dân sắc xa tiền hơi dân cửa rút tao nà bởi dân cứ đâm tới dân cửa rút chân cửa rút cửa rút cửa rút cửa xong nâng cứ cây lên khá năng chất tầm ón chân á chân ná dân tới cửa rút cửa rút nâng dạng ná cứ cho được nghe tầm nhá chặt lúc rứt cửa thả chết tới nơi nông phun được bọc sợ nâng nà hơi ca cửa rút cửa thua nâng cửa dân miên sửa xưa miên tầm nhá nơi nông cửa thua đề tới cửa miên được phía bọn trung sát dùm đánh hay nâng cửa thua đề lần đấy đập nòm sàn phải bàn vui thật chặt tục miền này dìa này cả thua chỉ đài hà nốt đó phải hiếp tiến nữa thì đại chế bà thâm là rạp tình nạ hay cửa rút bà xong thì nà bà sai thay lên nà rạp tình nạ chẳng bây nhật nhôm thay trông thì anh cửa rút rạp tình nạ này cả nà bà bàn cửa rút đà xong hay cứ quân nơi bà quân chắc có cửa rút bà quân thua bà xong bà bà sát nhâm cả nà bà nhật nhôm ấy có cửa rút bà quân thua bà xong cứ thà ai quân nơi thất nơi khi nông sự thiết xây nô rung rương thì mình thuyết cho đâm đa đòi liếp đòi vô dàng nà nụ thê tuyển đòi hốt đòi chi vết nâng tài canh phục tham đòi quân quốc hay nâng ban tài tuôn nơi thua đòi quân quốc hay thèm tiết thì trong khai nơi chi vết nâng xong xa rồi vật nâng chẳng thèm vì chúng ta xông tận ai quân chắc nhật nhôm bàn nơi thị giáo bàn nơi an hình xong từ đây chúng ta ra rung rương tên đầm bầy chế bì giáo đào quân bì chắc tòa phong đào trông cổ xa phong đào tài sát sanà phong nâng đầm bầy bàn đào tìm Phật tục hà nông Phật tự cập nê xe giang ná đào hôm nay nây sự thiê nông tăng ngá đào vừa nây sự đầy cửa rút hà nông Phật bút và thua Phật xong ná tên xông ạ nà mô tử ni nà ấy hà nông lùm o thăm ở vị nây tì muối cứ ta hà nông thăm ở vị nây ní cứ chùm rê là tên cứ thật cứ chia lùm đạp tới cho ấp liên chú rư cháu nà mà sờ lôn đôi chuyện đồn thế cứ bập rực tới nơi nông hà nụ bập tệ sức khá đòi xây là sức khá chất là sức khá tại nhà sức khá chân tệ rứ có hà nụ bập tệ và đẹp tệ tế bập rực tới đòi hôm nay này đi bác sử mà nghiên tăng tí khơi nêm ở rụp ấy chia lùm đạp lùm đôi rồi hô tệ đòi nghe là chết sơn nạn chẳng cây nó chẳng cây đùm đạp đùm đau chẳng nồng ca chùm ra em cơ sơ là khô chẳng sông rạp nền ịnh mông cơ nà nợ mặt hộ rạp nền tư giật xã văn tìa mị nhóm bà tạ nà xùm áp hì vòn cạp thvai bằng cung chùm bây nê bà trai rõ tàu sức đầy sân khai xùm thươi sức đầy rõp an nâng sức đầy chìa khlá chùm bò bà cơn chạc cực bòn phong đá nâng xùm thưa chị đây rập an đó là kêu chẳng bay đại chia à kiện mẹ của tê đọc ra sao chia thao mị cả chuẩn đọc ra sao xâm rạp bất bờ đất sạt chẳng ốc nia nơi tu chẳng có lộc như nít chẳng có sông nhà chị đây rập an từ đó ốc lộc ở nhà lục ruồi cha trong chẳng lục gì lục ta ông minh cha chật bùi hè mà con dục chuẩn vui kumara từng ốc đa miên vật miên châu rùm nước nông ông tham gia cái cha này phong đài chúng đâm bay cầm oai bê bê lia với chai tới mà phiếp có những bàn học cả sầm đầy những bài hát cam đây là guru ban đặt màu đi còn lục guru ban đặt màu thà thô vì lấy cứ chưa lầm o phiếp đôi chưa sầm mất đọt thông thên đại chưa tất tập hiệp muối đọt trọt tăng cả giang na thô vì lấy đại biết tập về nhục bất còn trong trạng sầm đầy hái có miên lầm o trọt tăng cả chỉ chương tây sầm mất nút từ tiệt chân nơi khôn kho tì môi đại miền ca priệp thiệp này sầm mất đại sọc trọc ca miền tư tập thiệp to tự chất tuần phê cô ấy côi côn bích bê rồi mờ dạng ná có mình sma nâng trẻ sạch nà đại trẻ sạch mà sầm phút bà ông bàn bầm pinh nâu thông mẹ sầm màu thiền chân đọc rầm bầy miền bà rầm bầy đọc nâng sầm bàn chân rầm bầy chẳng cao đại bà ông bàn trắc nơi sắp bà dưới tự nhiên hơi có bà ông tay tay dùm đầy nơi thô vị này làm bây ai sắp chẳng lại thoát nơi chẳng cố nấy mạch chủ rìa cứ chia sẻ nà chẳng bốn miền chết chủ rìa chủ thích nâng mẹ rà nạc
ដែលតែងតែសម្បត្តិទីនៅស្រុកតបណ្ណៈគ្មានប្រកាន់ថាអ្នកមានអ្នកក្រល្អអាក្រក់ទៀតក្បោះឡើយចឹងនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយរយៈពេល 45 ឆ្នាំបានស្ដាប់សម្រាប់អ្នកផលអស់នៅអត្តវៈបានដល់ព្រះនិព្វានក៏ដោយសារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបំពេញនៅសមោធាននឹងឯងចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសូមបីតែវចនៈវចនៈថាដែលព្រះដ៏មានប្រភាកត្រង់ត្រាប់សម្ដែងហើយក៏សុទ្ធសឹងតែជាទីជ្រះថ្លាជាទីលំអនឹង ដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអកតាំងទុក្ខតាំងសេយោបច្ឆាតបតៈសុខតាំងតតញ្ញៈសុខតាំងសេយោបច្ឆាតបតៈសុខតាំងបកលណាធ្វើនៅអំពើណាហើយមិនក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយគួរធ្វើចុះក៏បកលណាធ្វើនៅអំពើណាហើយក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយកុំឲ្យធ្វើអីនេះគឺសុទ្ធសឹងតែមានន័យល្អណាស់សម្រាប់យើងជាអ្នកសិក្សាជាសិក្ខាបកលហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតទៅទៀតថា បកលនៅក្នុងបីកហា3 ចំពោះ 60 ព្រះអង្គទ្រង់តាមសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលណាបកលមានលោភៈតោសៈមោហៈហើយរមែងប្រៀបដូចជាយកនៅភ្លើងឬក៏ថាបកលនោះគឺជាសត្រូវសពសពកាលរបស់ខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាដើមស្នោតតែងជញ្ជូនយកនៅដើមជ្រៃឬប្រៀបដូចជា ដើមទៀបដែលយកនៅកញ្ញាឯងអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលមានតោសៈមោហៈនិងលោភៈនេះប្រៀបដូចជាអំពើដែលចេញផ្កាឬសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាទេនៅពុទ្ធវចនៈថាដែលព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយនេះគឺជាការលម្អនៃសាសនាធម្មវិន័យគឺស្រស់ត្រកាលណាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានដឹងនៅព្រះវិន័យក្តីព្រះសូត្រក្តី ព្រះអភិធម្មក្តីក៏បានរក្សានៅសិលសមាធិបញ្ញានោះក៏ដោយសារតែលំអនៃធម៌វិន័យនឹងឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប្របីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងដូចជាការមួយបានពោលថាកំណត់ភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញារស់ចំណេះដឹងខ្ពស់ដំណកាងអង្គចរិតថ្លៃថ្លោសិលពោផង់លេចធ្លោដោយហង្សក្នុងវងក្អែករៀបរឹកទាស្មើមិនទៀបខ្ពស់ត្រត្រង់កិត្តិយសប្រសើរឯង มันบักบันตาខ្លួនដោយឡែកមានថ្លៃជាងដៃគង់គេដឹងសំខាន់នោះគឺត្រូវចេះគិតគុណចិត្តអិតលោកលន់ធន់និងកំហឹងមិនឆ្លក់វងវែងមិនស្រវឹងបញ្ញាចេះដឹងខ្លាំងពីសោតកំណត់រំពីឆ្នៃផង់ឬពាក្យញុយញងពាក្យចាប់ដោតខិតខំអត់ធន់មិនត្រេកក្រោតកាយមិនច្រឡោតមាត់មិនស្ដីទូមានព្រៀនកាយវាចាចិត្តរក្សាសច្ចរិតថិតប្រកដី វិញបោះទៅវិញដោយខន្តីខន្តិបារមីដោយក្តីសន្តោសសូមអនុមោទនាសនាសាហាធុសាធុសិនណាអំប្រុងគឺជាប៉ុនអត់បានចូលរួមទេតែលោកអាចពិចារណាអោយសឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណា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 
dương nâng cư chỉ nẹ phơ ai tại tam lùng đăng. Tại tam phết dân trời dơ thà, rừng dương rồi ọt sát tờ hai ná chấm. Còn tại thua tình lãi để kẹp lại, nâng cư trời kẹp lại tờ tam lùng đăng chân. Đôi chả cha bông tinh ba rừng mây rồi bó, trẻ phở rộng bồ rực sát chân rồi hốt đa bỏ ông ban trắc đâm chứ trẻ sinh lá sàn tuột. Cứ à sát ba rừng mây đang xong cung sọc rút bỏ ông cơ ban trắc đâm chân trời. Hãy phút bò sát dương nâng cỏ và đám lương đòi sự thuyết chú đẹp phá khăn ông phía sát sá ná cỏ miên ca chùm ra ơn đòi sơ hãy cỏ miên ca ọp rung chất sngọp rung ngọp tì bùng pháp bà nhà chắc lá trắc đâm nơi ở đây sạch chạc khổ xung bấy bà nhà nó tiết sao đây nâng trời chùm ra ơn lương cỏ chấp và đám tì ca ọp rung chùm ra ơn sạch bạc hà nâng chân tư sân ban đâm rút vào thô nâng em là thô rút tới cửa ban thương hai tay cháy nây rút vào thô nâng em là thô sợ tết nơi tới là lập đâm rút vào thô nâng em là thô trong chỉ vết một chân đâm tới chỗ bắt tới mình mê chỉ sạp được cơ lúc
ຈະມີສັນຍາສົງຄາວິນຍານນັ້ນລັກສະນະນັ້ນຕັ້ງແຕ່ປະກອບໃດປັນຍາກໍຈັ່ງແຕ່ບານຈໍາເລີນໃຕ້ເຄີຍການກາດການລົດສະໝັຍແລະລັກສະນະລະຮົດດາເຄີຍລົດເຄີຍໂຕສັບກົບຕ້ອງອັດຊີລຸມດັບໃຕ້ຢ່າງນີ້ໃຫ້ພະອະນຸປະເພະປະເດປະຕີແຕ່ນັ້ນຄືມາທົວຕັ້ງຫຼາຍໄດ້ຈະປະເດປະຕີນັ້ນມີແຕ່ນປະນະນະໄດ້ອັດມີແຕ່ນະນັ້ນຄືຂອງສິກຂາສິກຂານັ້ນມີແຕ່ນນະສິກຂາປະຕະນ
ສັດສາປັນຍານັ້ນສັດສາໃນព្រះនិព្វានដើម្បីខ្លួនទៅជាប់ទៅដោយបញ្ញាផងដែលថាមិនមែនអ្នកដទៃទីបំផុតដោយអំណាចត្រៃសិក្ខានឹងគឺបានដល់នៅព្រះនិព្វានបើតាមលំដាប់សិលសមាធិបញ្ញានឹងអញ្ចឹងណាហើយបើនៅក្នុងការចម្រើនទៅដោយអរិយមគ្គសោតាបន្នបុគ្គលនឹងសកទេទេនេះ បរិបោដោយសិលដែរណាប៉ុន្តែលំមុំប្រមាណដោយសមាធិនិងបញ្ញាទោះជាបើខុសជួននឹងមានសិលយ៉ាងណាក៏មិនទាន់រាប់បញ្ចូលថាបរិបោដែរហើយសត្វតាបណ្ឌបុគ្គលសកទេទេមីនឹងបានរូបវិជ្ជាអរូបវិជ្ជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនឈ្មោះថាបរិបោដទៅដោយសមាធិដែរណាតើតែព្រះអនាគាលីបុគ្គលទៅឈ្មោះថាបរិបោដោយសិលផងបរិបោដោយសមាធិផង ប៉ុន្តែនៅតែលំមុំប្រមាណក្នុងបញ្ញាអញ្ចឹងមកពីវិន័យអវិជ្ជាមិនទាន់បានលះអោះតើតែព្រះអរហន្តទៅបរិបោដោយសិលបរិបោដោយសមាធិបរិបោដោយបញ្ញាមានលំដាប់អញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឃើញធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដែលមានលំដាប់អញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុប្រព្រឹត្តទៅឃើញច្បាស់ថាអត់ទៅក្នុងអំណាចឆាប់បុគ្គលណាទេ គឺមានតែការចម្រើននៅកុសលធម៌ចម្រើនដោយសតិបញ្ញាចម្រើនទៅដោយសិក្ខាចម្រើនទៅដោយបដិសទាចម្រើនទៅដោយកិរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងដោយអំណាចនៃបច្ច័យនៃធម៌នោះដែលអប់រំដែលសន្សំដែលចម្រើនទៅច្រើនទៅដោយកុសលធម៌នឹងអប់រំកុសលចម្រើនកុសលសត្វបុគ្គលអ្នកធ្វើអ្នកបង្កើតគឺអត់មានណាទាំងយើងស្ដាប់ទៅយើងឃើញអញ្ចឹង ចឹងនឹងក្រំតែជាការបញ្ជាក់លម្អធម្មវិន័យទី1ទី2តើអាចគុណចាស់សំលីបនទាំងចាំមេត្តាថាម៉េចទេណាគណៈមន្តទេណាគណៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីសង្ខេបនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏សូមថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ៗព្រះអង្គទាំងអស់ នឹងធ្វើសេចក្តីគោរពដល់អាចារ្យចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាយុនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូទាំងពីររូបមើលដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាកម្មដែលមហាសមុទ្រគឺថាមានការលំអយ៉ាងណានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏មានលំអដូចជាមហាសមុទ្រអ៊ីចឹងឯង ដោយពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅក្នុងបញ្ហាដែលថាគឺថាមហាសមុទ្រនឹងគឺថាមានការត្រេតទៅដោយលំដាប់ហើយចំពោះនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏ដូចដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់អំពីការបរិយាយរបស់ព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់និងលោកគ្រូហើយនៅក្នុងបញ្ហាខ២ទី២គឺថា មហាសមុទ្រនឹងគឺថាទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះគឺថាមិនអាចជ្រៃឬគឺថាមិនអាចឡើងផុតគ្រប់ច្រាំងយ៉ាងណានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ដែលជាទូមានប្រៀនប្រដៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនិងព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់ ក៏ដើម្បីជាការរួចផុតហើយក៏ដើម្បីទៅកាន់នៅសន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វានការយើងស្ដាប់ធម៌យូរយូរទៅក៏មានថាដូចជាសម័យពុទ្ធកាលអីគឺថាស្ដាប់ធម៌ច្រើនហើយក៏លឺបានថាសម្រាប់ធម៌រត់កោតរត់តែនមើលទៅព្រះនិព្វាននេះបាទពេញហើយហើយកន្លែងអាត្មាអញអត់មាន ដូច្នេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុំមានការយល់ច្រឡំណាស់ទេនឹងនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏ដូចជាទឹកនៃមហាសមុទ្រអញ្ចឹងឯង
mình đem lên khu trang chẳng ná trong phương phụ phụ tế bò để ta chẳng lại ban phật tất phát tế bắt phô nộp nông xa xa nạc trâm bà chá rịa thuần ít có phật tất tâu đôi chia mà hai xa một thần chân ai ca và dương bàn đặt hai dương miên ca thì cha ra nà âm phì phát tế bắt tí đai chỉ ảo vát cứ chỉ tìa tu miên rô bọc rẻ xa mà xa mất có miên thì cái đấy chỉ là không phật tất phát tế bắt đâm bay ban nộp xa tế bắt cứ phát nị tiên hai ca và dương bàn tol nâu xoắn tế bọt cứu phê nị tiên hai Phật tế bò rì tạch chẳng lại nâng Phật cả rà nà Phật tôn nị chắc cơ Phật ấn nâng rô mê dư rùi cha ông tí xâm đốc nị cho cầm nà cư chết chỉ rìa chết thị nâng mẹ rà nà nị nò rà nà đài miên nị cho cầm nà đi có tay anh chân liên ca chôl mau tần triên chôl một biệt biên xâm đa nị chất rà bọt Phật tế bò rì tạch chẳng lại mình ai Phật tế tâu đâm bay xoắn tế chất mình ai Phật tế tâu đập bay rồi nó sanh tịt bật lại, tâm ta bây giờ miền tây nha, bị cha là na nâu tập thể vẹt qua chẳng lại nốt, hai trăm tay chỉ thầm mé, trăm tay chỉ cột tà la thầm mé, nhiệt nhôm chỉ phật tịt bò ta cọ rồi mây phật tịt tơ rồi nó sanh tịt bắp cứ tiền nhiệt tiền, nên cứ thả nó không phật tịt sát na nên cứ thả miền làm ọt đôi chia mà ha sẽ mất anh chân ai, nhiệt nhôm qua tại tâm trăng trang phật tịt tơ thì bắt. Đầm bay rốt nâu và đẹp và tía, đầm bay tàu canh, tế hiệp tiến. Đại chỉ tì say lây chỉ lắc, đại chỉ tì mình miên nô ca cùng vò, đôi chỉ tế xa mạ xa mất. Trong trông tầm đại hạ, dạc hạ tế rút chỉ răng bọc hăng, văn nạ văn tăng tập gân tế cắn. Ê văn tập hiệu kê ta về cha, tập hòa la hôn tế tục cục kê ta, bọc tập chiếc đà miên phô trọc lõ. Còn chẳng miền phân cơ ốc như chút dạng à, vì cha chia sợ phía sạch cây dạng bình sọ đáy cư rồi mê miền phân. Đoàn miệng miền ca bật rớt rõ tệ bạc tàng, ai sẽ nhập nhôm chỉ phút tệ bò rì sạch bàn tạc chất. Bật rớt rõ tệ bạc nâu nông bật khu đã trết xa mà xa phút. Bật ông bàn tu miền truyền bật đào đôi bật cà ná. Nhập nhôm chỉ phút tệ bò rì sạch nâng bàn tạc đoàn nâu xanh tệ bạc từ phê nịp viên phép đầy đôi chiếc tích mà hai giờ mất. Mình đầy ai lần Phật chẳng đôi chân học đài, lưu chân thông mà thật hà được nhầm tất cả rồi nạc mà biết đọc trái miền phần mạng phần này. Bật thà khóa khá chẳng đáy xuống, chú nụ cụ chú vùng phê nụ nông phần hà lý xuống chân. Thế nào xa, thụ phần là nhật nhóm sẽ đọc tới ở phía rô, nát chân lý, nông thông lưu lê ní, nghiêm đồng ôn chân, nông ca đẹp. Mà hà xuân mất mình chô hô xa răng tì ập miền đầy thà ô, tật nâng ấy sẽ đọc tới thả lại máu lịch. Hôm nay sắp ấy ấy đôi chỉ thật xa, thật chìm luân, thật chuẩn, ấy xanh xếng áp tế, thật bà hạ sản lập nâu. Giang nam này cứ bị khó, nè, tạo vạ rồi có phần thân viên là hiệu cho cán phụ bố chế bạc để chết hơi, có thất nơi nông thua vị này, thì mình bố phật cần lo, nơi thua vị này. Chỉ thì xét cứ sự khả bọt, đại trọng bàn phần nhạc hơi, có liên ca bố phật. Nơi khả nông thì khả bật nụ nụ cư mình bộ phật cần lõng thế. Nâng bàn thòm bởi vì này chẳng là o. Thế nà là o nâng chẳng. Thế cả nà miền ca bộ phật cần lõng nơi thì khả bớt. Phơi ai thòm bởi vì này nâng rì dị ai khóc rõ cả đấy. Thế nát nâng bạch bóng nâng sạp xôn. Thì cùng khám. Thế chứ nơi thòm bởi vì này để nơi là o cư xa rây bút bò rì sạch nâng ánh. Trăng trăng. Thất nơi có nông thua vị này thì nâng cứ lọ anh chân xong. À, một tình hiệu thì anh cũng chân tỏ ấn. Thì bấy cứ trông để thả thông áo ngốt. Trừ rồi lúc ấy chết tràn 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 trào lơ tràn tử dân ná cứ. Đôi thả, khá nông chùm nào xong chân càng nào đồ liên thì khó. Trú sơ miên thua đó là mọt ấy khá nông chân cứ. Xong mình ở nơi ruộng thì nông chân đôi. Đôi bây giờ mình được thiết rồi ông mình bán xong đây cho ta đi mau bình dân. Đời xa mình bỏ rồi xong, mình bỏ rồi xong, coi là bây giờ mà một người liên thì cha rồi ta khơi tình đánh mình tớ chấp ốc đầy chẳng nâng rồi biết mình chẳng. Thì cái đấy xong thì mình cần áp con cha thì ba rồi ở phía rơ tới khả nông lầm o này thông ở việc này thì bay đến. Thì xoay nát bố bỏ ông xong đây nên tùm rơi cho ta mà chia sấy nơi ảo xôn mình nhẹ đây mà xoay bằng cung bây giờ mình được thiết. Thấy bạn rưu tỏ rắp, gặp tôi và ông ông tí lùm o này hà xa mật, rồi quẩn nơi khăn ông hà xa mật. Đã rưu tỏ rắp màu phùm bay giang nâng, rồi ông truông trắc vấp to cho vĩnh vĩnh. Ông tí lùm o này thông ở vị này,
ហើយគឺសិក្សាទៅជ្រះថ្លានឹងព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គសំដែងលំអក្នុងធម្មវិន័យប្រៀបទៅនឹងលំអនៃមហាសមុទ្រនឹងឲ្យដូចគ្នាប្រហ័យទៅរស់ទាំងណាសូមនិមន្តគុណចាស់ទាំងណានមតោរតនាទេវសិទ្ធិខ្ញុំប្រាណចាស់សូមលើកកម្លាំងអញ្ជើញព្រះថ្លាក្នុងគុំទៅដល់ជីវិតជំនាញនៃព្រះរតនត្រ័យនៅសិលាចរកក្រែង នឹងធ្វើសេចក្តីគោរពព្រះអង្គដែលបានមានមិនចូលរួមស្នាប់នៅពិធីសន្តិនិយនៅព្រះធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលសេចក្តីគោរពព្រះអង្គមួយលើចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូចៅមិនដឹកខ្ញុំជាបុត្របរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលមកសិក្សានៅក្នុងសាលាវត្តកថានៅសេចក្តីជ្រះថ្លានៅថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលត្រូវលើកនៅប្រធានបទ ដែលព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសភាពអស្ចារ្យដែលមិនមាននៅក្នុងសាសនាដទៃប្រកាសសម្ដែងដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យឃើញឲ្យអាចហ៊ានឲ្យសមាទានកម្មយកនៅព្រះមជ្ឈិមលក្ខណៈព្រះទៅដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខគ្រប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីសភាពនៃការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះដែលមានសភាពគឺមានព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបធៀប ដែលព្រះទ្រង់បានលើកឡើងមកដាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការជ្រើសទៅជ្រើសទៅជាលំដាប់នឹងសភាពនៃសកាអស្ចារ្យរបស់មហាសមុទ្រគឺយើងដើរទៅជ្រើសទៅជ្រើសទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លាតទៅលេងសមុទ្រហ្នឹងគឺបានជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏យ៉ាងនឹងដែរគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយ សភាពជ្រើសតែម្ដងដូចជាម្ដងទេមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺមានសភាពជ្រើសទៅទេទៅតាមលំដាប់យ៉ាងណានៅក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌របស់ព្រះបរមសាស្ត្រាជាម្ចាស់ក៏យ៉ាងនឹងដែរប្រព្រឹត្តទៅដោយអសិលសិក្ខាអនុបពៈសិក្ខាអនុបពៈបដិបត្តិអនុបពៈចរិយាដូច្នេះនៅក្នុងលំដាប់ហ្នឹងគឺមានលំដាប់តៗគ្នាឃើញថាស្ដាប់ទៅគឺមានការជឿនចូលចិត្តជ្រះថ្លា ហើយនៅក្នុងខដែលខ្ញុំកាលណាស្មាធិមានត្រូវអរតនីមកសម្ដែងចំណៃអស្ចារ្យរបស់មហាសមុទ្រទី3ហ្នឹងគឺក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងអត់សាក់សពស្កែសាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលឆ្លាក់ហើយហូរចូលកាន់មហាសមុទ្រហ្នឹងគឺមិនបានឋិតនៅមិនបានដក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងទេបើអំណាចនៃអានុភាពនៃរលកវៃហាត់បំផែងនៃសាក់សពទាំងអស់នោះមកលើច្រាំង នឹងនេះគឺសភាពនៃសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់មហាសមុទ្រប៉ុន្តែសេចក្តីអស្ចារ្យដ៏ក្រៃលែងជាងមហាសមុទ្រនឹងទៅទៀតនោះគឺនៅក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌របស់ព្រះមេរុធិដែលសារៈសាវិការរបស់ព្រះអង្គចូលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដោយការខកស្គមស្គមទៅតាមផ្លូវកាយវាចាក៏ព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គមិន ហើយក៏លបបត់នឹងនៅក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌ជាការញញឹមជាការញញឹមនេះឆ្លឹកឆ្លីនៅសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌ឬក៏សិលសមាធិបញ្ញានៅក្នុងសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌ហ្នឹងទេឬមិនឲ្យសង្កត់សង្កិនដល់បុគ្គលដែលនៅមានសិលល្អមានសទ្ធិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសាសនាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅគួរជាទីតែគោរពជាទី ជាឆ្លាតដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទេក៏លបបត់ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្គងស្គងដោយការខុសដោយការត្រុសធម៌ទុំពីនៃគឺព្រះសមាសំពុទ្ធដូចព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអំណាចនៃការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គ13ការមានដើម្បីសេចក្តីល្អដល់សង្ឃដើម្បីការនៅសុខដល់សង្ឃហើយប្រការទី3ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងអង្គរបស់មហាសមុទ្រហ្នឹងគឺមិនបន្សល់ទុក នៅសាសនាព្រះមជ្ឈិរិយធម៌ហ្នឹងក៏មិនបន្សល់ទុកនៅកុលបុត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការទុសសិលកុលបុត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការទុសសិលហ្នឹងនៅក្នុងសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិព្រះអង្គសម្ដែងថាទុមាញ់កូនហ្នឹងតុបតលានហ្នឹងនិកហាយៈគឺធម៌វិន័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសង្កត់សង្កឹមនៅបុគ្គលដែលទុសសិលហ្នឹងពីព្រោះការដែល ຕົກឲ្យនៅនៅក្នុងສາສະຫນະព្រះມະຈະລະຍະທົນນັ້ນປະປັດເຕົ້າໄດ້ຈາຫຍໍມີຊຶດຊີໃນສິກຂາບົດໄດ້ພະອົງປັນຍາທີ່ຮູ້ທໍາະວິໄນແລະພະອົງຈະປະກາດສໍາແດງໃນລໍມີລໍອໃນບັດດາບັດກະດາບົດຈົ່ງຫຼືຖ້າມີລໍຕີຕາກາ
cứ làm o đại tịch na muối làm o đại sắc na muối chẳng vì là o nó không sao cả trăm để chạy giật thoát nó là o chẳng hay con là bận cả vật bu hay vật vật tư để cả trục sơ trục phố để cho nên là không sao cả nên các na tam quốc bảo ông mình hàng nhà phải con là bận nó nới to và tia tế thì lúc liên tăng quá cua nó nới rùm chìm muối nó thì khâu để miền sơn chỉ thì sờ lạnh tê đã hỏi tư cùng bu tây đã hạ ca và vật tư đây tây và ra chết ແລະຈະກາຍສອຍທາງក្នុងរបស់ກົນລະບົດໄດ້ເຈົ້າມາក្នុងສາສະຫນະព្រះມະຈາຣິຍະທົນນັ້ນເນາະ nên thầy dìa cái tệ chưa đà nâng có một bất tư bất tư mà tâm phất có bọn mình nói rọt án mình nói tùm nẹ tùm nón chứ mùi nâng có lọc bọn nâng phòng bài một bất tư nằm bài ấy đàn bây xong khóc xong chân hôi bọc phô nâng miên xong ma ở đây lá miên xong ma ở đây lá một bất tư đàn bây ở trời tam phố tam vị này hình chân bất tư tâm phất môi lưu đai bất nhập thạc thà xong đài nâng xong mạnh tạc tạc xa đề kèo nâng lúc ở đây sẽ cố bê anh ấy đàn bây lưu tầm chẳng là bây thuê ai xa xa nạ phê mẹ chạy dạy thua nên tập hiện ọt chát trâu tới bởi phát thuê dạng nâng cứ đó thì cái đại thả mình bởi phát tớ đại ca tầm lẽ tầm nón đại ca bò để phô phát ra nơi bởi chạy càng bùa bên ai tâu ai mó nơi bởi chạy càng bùa nâng nên chạy bởi chạy bởi bởi chạy xa nạ xa bởi chạy nâng cứ đi nạ thê xa chạy bởi chạy dạy bà hai bởi phát tớ đại ca tầm đai thua đại ca xa xua thua nâng có mình ai bởi phát tớ tầm lẽ tầm nón càng tì bà ca nâng đai anh mình sợ bò để phô nâng không lại bò để phô ca ba bởi phát tớ đai miền ca rùm tầm nẹ tầm nông đòi hai tầng phi này anh có một phật tư nộp nông tì cả lấy mùi đại thị khổ na khai ngày trở lại bắt hơi bắt băng à bắt luôn nộp nông hôm nay này à cả tay chung thác à là chi bậc cùl à là chi bậc cùl nóng cao bà bậc cùl nóng khai tài chi à là chi hai dương nơi tay bậc phật rùm xa mà cúng đói hôm nay đấy à mình sợ bò rệt thốt nâng thăm à bò rệt thốt bậc cùl nóng khai tài chi à là chi đại thị hạ xong bây giờ xong hắn á mùi ống nộp nông tì cả lấy nước phơi hơi tâm là đại chi ở lại chi thôi ở tâm là tiếng rồi tiếng cuốn lại tới chi ở lại chi lúc men đời này ấy thế cứ đời này cả bò để thuốc rúm tỷ dạng bởi cho nên khi em cần làm mà thiết trong sở động này thì đây là thể biết sở nào tam phốt phỏng trong sở có sở cân nơi bộ cố đây của Phật tử để cả trụ sở có của Phật tử tại mấy thứ ở xa sở nào trên này chạy dạng thôi nên sầm rong là ở cả vòng trố và Phật tử tại mấy thứ ấy còn là bọn ăn đau nữa tí bằng phật này thì đây trong bởi cho tham gia thực hành khi em cần làm mà thiết mà để ra phần này sau này ជាឧបការៈដល់បុណ្យប្រសងបញ្ញាស្មារតីព្រះតនបីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសាសនាព្រះមេត្តារយៈធម៌ពលគឺព្រះនិព្វានកំពេចនិព្វានហើយសូមអនុមោទនីគណៈសាធុសាធុតែនទេរស់ណាឡោធម្មវិន័យអត់មានខ្មៅចិនណាចាំតែណាបញ្ចាក់ព្រះអង្គទី4នៃមុនចិនណាចាំហើយចាំណាចិនណាចាំណាចិនមុនចិនណាគណៈខ្ញុំប្រកាសណាសូម ອາການໄປສຳນັກໃນພະສົງທັງອອກໄດ້ບານການឆ្លើយຕອບໃນບັນຫາກຳແລະລົກຮູ້ກະດັດບານຕາມມາក្នុងປີນີ້ປີເຕືອງລົມອໃນມະຫາສະມົດມີປະໄປປະການນັ້ນແລະព្រះດຳເນີນປະພຽບອອງຕົງຕາສັນດານປຽບ មកក្នុងធម្មវិន័យនេះក៏មានលម្អដូចមហាសមុទ្រអញ្ចឹងចឹងនៅក្នុងលម្អប្រកាសនៅជាម្ចាស់ប្រមាណជា3ព្រះអង្គបានសម្ដែងមកហោហែរហូតមកដល់លម្អទី4នេះដែលខ្ញុំប្រកាសថាមកធៀបនឹងមានការដោះស្រាយសម្ដែងវេទនៅទីក្តីប្រគេនដល់ប្រកាសនៅជាម្ចាស់ ក្របអង្គនឹងសម្ដែងជាជួរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះប្រទៅដើម្បីបានជាឧបការៈ